Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng xe máy của anh Dương Mô Tô nè anh chị các bạn. À, cũng như là cập nhật cho anh chị các bạn mình những dòng xe mô tô trong cửa hàng nha. Địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Mình sẽ lần lượt đi từ từ vô cửa hàng nè. Mô tô thì chung thì đủ loại luôn. Cửa hàng thì cũng có hỗ trợ là trao đổi các dòng mô tô luôn nha anh chị các bạn. Đó, mua bán và trao đổi luôn. Đây. Đó, đây em sẽ lướt cho anh quý chị các bạn mình những dòng xe mô tô còn trong cửa hàng của anh Dương nha. Đó, mình những dòng xe cổ điển nè, đủ loại luôn nha anh chị các bạn. Đó. Thì bắt đầu thì em sẽ lướt xuống dưới kia, em sẽ cập nhật dưới dài lên nha anh chị các bạn. Đó, anh chị các bạn mình trong khi xem mà thích dòng xe nào á, mình cần mua á, mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình nha anh chị các bạn. Để được hỗ trợ tư vấn mua xe, giá cả thì cũng là thương lượng cho anh chị các bạn mình thêm nữa nha. Đó, nếu mà anh chị có thiện chí muốn mua, rất là nhiều xe luôn nè. Rồi qua đây thì có mẫu Honda ha, CBR 150, mẫu mới luôn nha anh chị các bạn. Đó, hiện tại thì còn 3 chiếc nè, 3 phiên bản luôn, đen nhám và đỏ đen. Và phiên bản HRC ha. Còn bên đây có một em Yamaha MT 15 nữa nè. Con này nói chung còn rất là mới luôn các bạn anh chị. Rất là đẹp nha. Con này đăng ký 2020 nha anh em. Đó. Đi được 4.446 cây đó nha anh chị các bạn. Mở mới luôn nè, cổ vô nè. Trời ở ngoài đang mưa đó các bạn, anh chị đang mưa hơi ồn đó. Anh chị các bạn mình chịu khó mình nghe giúp em nha. Rồi con này hiện tại là 58.500 nha anh chị em ơi. 58.500 nha, biển là 71, MT 15 ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ báo cho anh chị các bạn mình một lô này dài ra đằng trước ha. Xem cái lô bên đây trước đây. Con này thì Honda CBR 150 nhập khẩu Indo mẫu mới nha. Bản này là bản HRC nha anh chị các bạn. Đó. Mẫu mới thì có phục upside down cho anh chị các bạn mình nè. Thắng ABS luôn nha. Con này 2022 nha anh chị em. Rất là mới luôn, quá ken luôn anh em ơi. Con này đi được 500 cây à. Mới đi có 500 cây rồi anh em. Máy còn rất là chắc luôn. Đó, mấy mẫu xe này thì anh em nào mà tầm 1m65, 1m65 là mình ngồi vô tư nha anh em, đi thoải mái luôn. Con này hiện tại là 65.500 nè. Đó, biển là 63 luôn ha. Đó, anh chị em nào mà cần mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại nha. Giá cả còn thương lượng bớt cho anh chị em mình thêm nữa nha. Tiếp theo thì màu đen nhám nè. Đó, đen nhám. Con này biển 47, đăng ký 2021 nha các bạn. Đó, màu đen nhám. Con này đi được 2.000 cây rồi nè, 63.500 nha anh em. Ốc tán còn mới tinh luôn. Đó. Và bằng xe máy móc cửa hàng bảo hành anh chị em mình đầy đủ hết, cứ yên tâm nha. Tiếp theo là con CBR cuối cùng, con này 2021 luôn nè các bạn, biển là 60 ha, 63.500 luôn nè. Đó, xe còn cực đẹp luôn, quá mới. Đó. Rồi tiếp theo thì thấy là phân khúc CBR lớn hơn xíu là 250 nè anh em. 250 con này đăng ký 2019 nha anh em. Biển là 62, đi được 20.000 cây rồi nè. Có lên cây bô cho các bạn mình luôn nè. Đó. Đây nổ bô cho anh chị em mình nghe thử nha. Đó. 250 nè, dưới 150 anh chị em mình dòm cái đầu đèn cũng khác nhau đâu. Đó, dòm đấy. Dòm sơn ngang là y chang luôn các bạn.
không có dám kéo lớn luôn. Con này như ta 107 triệu nha anh em, 107 triệu. Xe còn sạch đẹp nha anh em. Đây. Rồi đây con CB 150 này hả, là con này 300 chứ, CB 300 con này như nó bán rồi nè. Cho qua ha. Rồi, tiếp theo thì đây là có một em Kawasaki Ninja 300 này, sẵn đây mình báo luôn ha. Con này đăng ký 2016 nè, biển 59 A3 luôn, Sài Gòn luôn nha anh chị các bạn. Đi được 22.000 cây rồi nè. Đó. Xe có lên cây bô nha. Thử cái bô cho các bạn mình xem nữa ha. Đó, con này được lên 7 màu luôn. Wow. Khá là đẹp nha. Máy nè. Hai máy nha anh em. Đó, nói chung máy móc là ok nha các bạn anh chị. 22.000 cây, đăng ký 2016 nè. Con này 77 triệu thôi các bạn. Đấy, 77 triệu nha. Tiếp theo thì Yamaha G3. Đó, G3 hiện tại thì có mẫu cũ và mẫu mới cũng có luôn nha anh em. Đầu tiên là con màu xanh GB này là đăng ký 2019 nè. Biển 68 Kiên Giang. Đi được 18.000 cây thôi các bạn. Chắc xe thì khỏi bàn cãi à, còn rất là đẹp luôn nha. Con này hiện tại thì có 85 triệu thôi nè. Đó, ok chưa? 68 Kiên Giang. Bô zin luôn nha. Con này bình yếu rồi. Bình nó yếu hay là hết xăng rồi nè. Rồi hết xăng rồi các bạn ơi. 85 triệu nha anh em. Tiếp theo là màu đen. Con màu đen này không thấy giá nè. Con này không biết có cọc chưa mà không thấy giá nè. Anh em nào mà có quan tâm tới cái màu đen nhám này thì cứ alo qua số điện thoại trên màn hình nha anh em. Tiếp theo là mẫu mới. Đăng ký 2020 nè. Con này đi được 3.000 cây các bạn. 110 triệu, biển là 24 nha. Đó, mẫu mới thì anh chị em mình dòm là biết ngay. Cái đầu đèn nó mặt đầu đèn ở trước là khác liền anh chị các bạn. Đó. Mẫu mới thì được lên phuộc upside down nè. Thắng ABS luôn nha các bạn anh chị. Rồi đây có Ninja 650. Ninja 650 50 này mình không thấy giá luôn, mình cho qua nha các bạn. Hoặc là Ninja 400 cũng vậy luôn. Anh em nào mà có quan tâm hai dòng xe này thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại nha. Tiếp theo là Kawasaki Z650 nha các bạn. Con này nói chung thì em có quay đi quay lại nè. Con này là nói chung mới luôn, mới siêu ken luôn các bạn. Quá mới luôn, con này đăng ký 2020 nha các bạn. Zin toàn tập luôn nha. Có lên chống đổ nữa nè. Biển 59 A3, đi được 9.000 cây, 159 triệu nha các bạn. Đó. Anh chị em mình tham khảo nha, nếu mà mình thích cái dòng xe nào mình mua mà mình có thể xem chưa kỹ á, có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo giúp em nha. Có ảnh video chi tiết cho anh chị em mình xem xe nó lại cho nó rõ hơn nha anh chị em. Rồi, tiếp theo thì cũng Kawasaki luôn, Z800, hiện tại là còn 2 chiếc nha. Một chiếc phanh đĩa thường và một chiếc ABS nha các bạn. Chiếc bên đây là phanh đĩa thường nè. Con này đăng ký 2015, biển là 74 nè. Giá là 145 nha các bạn. Giá 800 nha. CBS. Rồi bên đây là ABS nè. Đăng ký 2015 luôn, biển 59 A3 luôn nè. Con này 155 nha các bạn. 155 nha. Rồi tiếp theo thì tới mẫu của hãng Gofit nè. Gofit T-Win, con này 250cc nha các bạn. Đó, hai máy, hai bô hai bên nổ nghe rất là hay luôn các bạn ơi. Con này hình như là nó ra nó thay thế cho dòng Legend đó, Legend 200 đó các bạn. Con này nó được lên phân khúc lớn hơn xíu là 250 nè.
Vô nổ cực sướng luôn. Đấy, cực phê luôn các bạn. Con này biển là 62 nha các bạn. Đó, đi được 700 cây thôi nè. Giá là 65 triệu 500 nha. Xe như mới luôn các bạn. Ốc tán nè. Đó, lớp xe còn nguyên luôn. Rồi, tiếp theo là Benelli. Con Benelli này mình không thấy giá nè các bạn. Anh chị em nào có nhu cầu quan tâm cái mẫu xe này thì cứ chụp màn hình và gửi qua Zalo nha. Có ảnh chi tiết cho anh chị mình xem xe lại nè và giá cả luôn ha. Rồi qua đây là có con Beton 500cc đời 2022. Biển là 61, con này đi được 2000 cây. Hiện tại là 145 triệu nha các bạn anh chị. Xe còn rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Nó hơi chật quá. Bên đây thì có Honda. Honda CB 650 nè các bạn. Đăng ký 2019. Đó, con này còn siêu đẹp luôn nha anh em. Biển 59A3 luôn, đi được 16.000 cây. 217 triệu nha các bạn. Rồi, bên đây cũng là CB 650 luôn. Con này đăng ký 2020. Biển là 59A3 luôn nè. Đi mới có 2.000 cây thôi. Giá là 235 nha anh em. Giá cả thì ở đây tùy theo đời xe và hiện trạng của xe nha anh em ha. Rồi tiếp theo là CBR cũng của hãng Honda luôn, 650F. Đó, biển là 60. Con này đi được 15.000 cây, giá hiện tại là 179 triệu nha các bạn anh chị. Đó, xe còn liền lạc đẹp lắm nha các bạn ơi. Nó hơi chật quá, không thể nào quay sâu vô trong cho các bạn mình xem được nè. Đó, anh chị em mình có nhu cầu quan tâm thì có thể mình thích dòng xe nào mình có thể tua lại và chụp cái màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi và chuyển sang qua khu vực bên đây thì có mấy dòng xe cổ điển cũng chẳng hạn như là Rebel 500 nè các bạn. Và đây là Clay nè, 883 nè. Trong đây là có Vulcan 650S nè. Những dòng xe này em có quay đi quay lại hoài nè, mấy lần rồi nè các bạn. Anh chị em nào cần mua hoặc cần tìm mình có thể liên hệ qua Zalo để được xem chi tiết xe lại một lần nữa nha anh chị em. Rồi trong đây thì có Suzuki GZ150E. Hiện tại là còn một chiếc duy nhất luôn. Em nói thì chỉ có 55 triệu 500 thôi. Con này siêu mới luôn các bạn. Còn thùng đầy đủ luôn. Biển 59 luôn nè. Đi được đâu 10.000 cây à. Rồi bên đây có CB nữa nè. CB 350 các bạn. Con này nói chung rất là mới luôn, như một chiếc xe mới luôn anh em. Đi được mới có 13 cây à. Biển 61 luôn. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình nha để được xem xe lại chi tiết cho rõ hơn nha anh chị các bạn. Đây thì em sẽ lướt cho anh chị mình mà sơ thôi, mà còn những dòng xe gì nè. Đó. Có nhu cầu quan tâm á thì mình có thể trực tiếp đến địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp với em Bình Dương để xem xe nha. Đây còn CB 300G nữa nè. Và một con cũng là khá là mới mẻ luôn. Con này của hãng Chiồng nè các bạn. Con này như 900cc đó các bạn. Đó, clip trước em cũng có quay chi tiết mà nổ máy cho anh chị em mình nghe con này rồi nè. Máy nổ nghe rất là hay luôn á. Con này hiện tại là zin, cái đuôi như vậy là anh chị em mình nên nhớ là con zin như vậy nha các bạn anh chị. Đó. Xe còn nguyên zin luôn á. Rồi, phía trong đây là còn KTM Đúp 390 nè. 390cc đó các bạn anh chị. Ha. Benelli nè và Honda CB 500X nè. 2018. Con này hiện tại giá là 139 nè các bạn. Còn có nhiều anh em xem trên kênh mình hỏi chiếc này nè, thì đây em sẽ quay báo giá cho anh chị em mình chiếc này luôn nha. Đó. Chiếc này thì nói là tương đối là cái đầu nó khá cao á, thấy nó hầm hố như vậy, thật sự là anh em nào 1m65 là ngồi đi cũng được nha. Phía trong đây là có NC 700S 2015 nha. Rồi trong đây là có Himalaya nè. Dán địa hình nữa các bạn.
Rồi bên trong đây ở dưới này thì có Z300 nè các bạn. Con MT03 này thì có khách cọc rồi. Ở đây là có Kawasaki W175 nè. Đó. Phía trong kia thì còn G15V3 nữa kìa, còn một cặp kìa. Đó anh chị em ha. Đó thì những dòng xe thì em cũng có quay một số xe và báo giá chi tiết ạ. Còn một số xe còn lại anh chị em mình nếu mà cần mua có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo giúp em nha. Đó thì chắc có lẽ là video em kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh chị các bạn mình nha.